GSL bây giờ cũng bỏ Zenaga ra khỏi map pool rồi. Ồ, vâng, tôi nghĩ là thay vào đó là Antigua Shipyard. Antigua Shipyard và map Daybreak mới cũng rất là hay. Vâng, đấy là một map rất hay, tôi cũng đã đánh thử một lần trên đó. Đó là một map cũng rất là one on one, rất là hay. Trong hai đợt ra map mới gần đây thì tôi thấy được map được thiết chính là map Antigua Shipyard. Vâng, đúng vậy. Thật ra thì Quay cũng trở cũng lại. không được lắm. Vâng, quay trở lại với trận đấu, chúng ta có trận đấu này là trận đấu bán kết thứ hai trong giải VK Open. Chúng ta có đối thủ VK Rainbow spawn ở vị trí 7 giờ và đối thủ thuốc lào trong màu xanh lá cây spawn ở vị trí 2 giờ. Một rưỡi. Vâng, và đây là trận đấu thứ hai trong lượt đấu giữa hai game thủ này để tranh giải ba. Ở trận đấu thứ nhất thì đối thủ thuốc lào đã xuất sắc với chiến thuật Blink Stalker và giành chiến thắng 1-0. Vừa chưa thấy được là VK Rainbow đã open giống trận trước là Anga trước khi Sayrex, và điều này cũng có thể chứng tỏ rằng anh có thể sẽ lên Factory. Vâng, vậy là 11 gas, 14 racks. Thế nhưng một số trận GSL gần đây tôi xem thì thường người ta sẽ xây là 11 gas, 13 racks. Được xây 14 racks này thì sẽ càng delay orbital command hơn nữa. Không biết thức là trận đấu này sẽ đánh như thế nào nhờ tại không đúng như chúng ta dự đoán, trận trước anh đã không đánh One Gate Expand mà anh đã lên Blink Stalker và đã khá là bất ngờ khi khi đã giết được Rambo, một trận đấu khá là một chiều. Tôi phải nói là Rambo thường đánh khá là trận vừa rồi đánh khá là tôi phải nói là khá open vì tôi là một người chơi nhất là Protoss thì tôi thấy quan trọng nhất là cái information vừa từ biết được từ Terran trong cái đợt scout lần thứ nhất và lần thứ hai, và thế nên là Rainbow luôn để cho đối thủ nhìn thấy là mình đang save Factory là một điểm rất là tôi nghĩ không hiểu là có tốt hay không vì đối phương hoàn toàn biết được mình là sẽ đang làm gì hoặc là có thể narrow down cái possibility của là bạn sẽ chơi gì. Ra tôi đang có một mới tôi nghĩ ra những cái việc mà xây ga trước rồi xây rách ở 14 như này, bây giờ tôi tốt chỉ cần quát ra một con Zilot vào thẳng nhà thì sẽ gây được thiệt hại rất lớn. Thực ra thì để Zilot và chạy đến nơi rất là lâu ấy. Vì vậy nên là cũng không 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 thể hiện thực được. Đấy thì tôi đã phân tích về việc là bên đâu luôn để đối phương nhìn thấy là mình có nhà Factory. Cũng rất khó tại vì nếu mà xây nhà ga trước thì sẽ có Marine rất là chậm nên việc cản được con probe nhìn thấy nhà Factory sẽ rất là khó. Không thì hoàn toàn anh có hoàn toàn có thể wall in ở ngoài và xây một nhà fake supply depot xây một nhà supply depot cũng chừng để cản nó lại đúng không? Nếu mà build order như thế thì cái Factory sẽ còn bị delay chậm hơn nữa, hoặc là không thì anh sẽ phải delay cái Orbital Command một lần nữa, chứ không thể nào hoàn toàn chứ hoàn toàn không thể nào đúng build order mà anh có thể xây được để wall in. Vâng, tất nhiên thì tại vì là như thế, nhưng mà như thế đối với tôi vẫn cảm thấy là một Protoss tôi vẫn cảm thấy khó chịu hơn nhiều khi tôi không biết là trong base của Terran có cái gì. Chứ còn để tôi đã nhìn thấy hết như thế này thì tôi có thể phát face span hoặc tôi có thể để lên robo như anh như thuốc lào đang lên bây giờ sẽ rất là dễ dễ quyết định. Và lần này thì Rainbow đã xây bunker sớm hơn lần trước. Và trong khi Factory anh chưa xây một quân gì từ Factory ra. Với bunker này thì Rainbow hoàn toàn có thể bảo vệ được base mình an toàn trước đợt harass với hai stalker như thế này. Vâng, tuy nhiên là sẽ khó khó cho anh trong việc defend Blink Stalker. Thì Blink Trận Stalker đấu có này thể hoàn toàn đi vòng phía sau. thôi là đã không đánh Blink Stalker, anh đã expand, và Vâng. với việc có một con Banshee đang tiến lại vị trí của cái expansion của thuốc làm như thế này thì anh có thể hoàn toàn nhìn thấy, nhưng mà anh thậm chí anh đã scan nữa nên anh sẽ chắc chắn rằng 100% là Con anh sẽ Banshee bị chiến bắt ở anchor. giữa đường rồi. Banshee này không có crop cho bạn. Vâng.
Banshee cũng không sợ Queen Stalker lắm. Thật ra vừa rồi thì lúc nào hoàn toàn có thể mai thua được con Stalker, không để mất một con Stalker như vừa rồi. Khá là phú. Thực ra là cũng khá khó để micro stalker anh ạ. Anh không thể micro stalker để xếp được cái con này đâu. Vì có, tôi thấy là có một con stalker thứ hai là đến cứu rồi. Thì kể cả như vậy thì con vì con Banshee vẫn có thể chạy thoát được. Đúng thì ở đây tôi chỉ muốn là nói về bảo vệ con stalker ấy thôi. Rồi chúng ta thấy được rằng là cái build khá là giống so với build lúc nãy về Cannonball đánh với Vicarious ở trên map MLG Chakras Plateau. Và anh đã xây xong Command Center 2 của mình, anh đang nâng cấp thành Orbital Command. Và cũng như Siege Tank, anh đã mua vào ra để cố gắng bảo vệ và chuẩn bị bay Command Center 2 của mình xuống. Vâng, và nhà Robotic Base đã hoàn thành và Colossus đầu tiên đang được sản xuất. Đây có lẽ là một timing Colossus rất là nhanh với việc để one gate, một gate xong robo xong mình expand. Thì cái timing Colossus này của anh sẽ đến sớm hơn khá là nhiều. Vâng, thực ra thì cũng sớm hơn khá nhiều, tuy nhiên là anh sẽ không có nhiều gate unit lắm. Đấy là vấn đề chính. Vâng. Nếu với việc là có lượng, nếu mà phải có Siege Tank với số lượng khá lớn thì anh hoàn toàn không sợ đến push này. Và trong khi chúng ta thấy được rằng là Thuốc Lào đang có vẻ hơi quá cẩn thận khi mà anh xây hai cái cannon ở ngay trước mỏ thứ hai của mình cho và có lẽ anh đang rất sợ Banshee Harass khi mà Stalker đang đứng ở để bảo vệ Mineral Line cùng với hai con Stalker và Mỏ Trinh nữa. Đúng vậy. Anh Master hỏi nữa là lúc nào thì Protoss thì nên nâng cấp cái Thermal Lens? Ngay sau khi mà xong, nếu mà đủ tiền. Thì hiện giờ tôi thấy là Thúc Lào đã ra tới con Colossus thứ hai nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì anh sẽ nâng cấp Thermal Lens. Vâng, vì thực ra nếu mà anh liên tục sản xuất Colossus thì sẽ rất khó cho anh có đủ ga để có thể nâng cấp Thermal Lens. Và nếu mà tôi nghĩ là Thúc Lào đang expect một cái push timing là Tank Marine Banshee, vì vậy nên là anh đã không cần upgrade Thermal Lens. Rồi anh lại tiếp tục mở Chronobus ra một con Colossus thứ 3. Vâng. Build này của Rambo đã có một chút thay đổi. Chúng ta thấy được rằng là Rambo đã xây nhà Starport thứ 2 của mình. Một Starport với Techlet và một Starport với Reactor. Và có lẽ với việc nhìn thấy Colossus sớm như thế này, anh muốn để ra nhiều Viking hơn một chút so với bình thường. Vâng, lại một đợt harass quen thuộc với một Raven và hai Banshee nữa. Vâng, hy vọng là đợt push này sẽ thành công hơn vì chỉ có một hai con Stalker defense thôi. Vâng, chỉ có hai Stalker defense, thậm chí là có thể nhiều Stalker hơn, không thành vấn đề gì, hoàn toàn có thể point defense luôn, hoàn toàn có thể defense được. Thực ra là Rainbow có vẻ như đã drop cái point defense luôn hơi sớm. Còn Raven này hoàn toàn có thể bị tiêu diệt. Vâng, phát Raven cũng là một cái khá mỏng manh. 30 phát. Vâng, và trong đợt harass vừa rồi thì một con Banshee đã giết được 5 và con Banshee còn lại cũng giết được 5, tổng cộng là 10 unit. Hiện tại thì Rainbow đã double expand. Rainbow đã double expand, Oxytone cũng đã hoàn thành xong mỏ thứ 3 của mình. Rainbow đang tiến quân ra ngoài và push. Tôi nghĩ là có khả năng anh sẽ ăn cả mỏ vàng và mỏ thứ 3 cùng một lúc. Hai bên đang macro app rất là cẩn thận và không bên nào dám manh động và push trước. Vâng, một đặc điểm mà tôi thấy luôn luôn khi nhìn thấy upgrade của Rainbow khi đánh mix này có cả E, cả Tank, cả Marine, tôi luôn question chỗ là như thế thì upgrade sẽ rất bất lợi vì anh không thể upgrade được cả ba cái một lúc nào.
Thực ra với việc có một Rex như thế này thì Marine thật ra chỉ là số Marine còn sót lại sau khi anh ấy để ra lúc đầu để phòng thủ thôi. Còn bây giờ hiện tại anh sẽ hoàn toàn với việc luôn anh đang chuẩn bị xây hai nhà Armory, và với việc hai nhà Armory này anh sẽ nâng cấp rất nhiều khả năng anh sẽ nâng cấp mech của mình. Vâng. Thì hiện tại upgrade của Obsidian Tuốc Lào đó là 1-1, trong khi đó thì upgrade của tất cả quân Tyrant thì vẫn là 0-0. Rambo đang rất là cơ động với việc đi qua đi lại giữa hai Senoga Tower để kiểm soát bản đồ, không cho Thuốc Lào có cơ hội nào mà bất ngờ tấn công. Thì mà Thuốc Lào đang dùng 5-6 Stalker luồn ra đằng sau để đi harass. Và hai Command Center cho các bạn. Hai Command Center anh đã đều hóa thành Orbital Command, và việc này cũng khá là tham. Cũng khá là tham, tại vì nếu mà chúng ta đặt một cái Command Center ở vị trí mỏ hai mineral này thì Thuốc Lào rất kinh nghiệm, các bạn đã có 6 con Stalker đang đợi sẵn cho Command Center. Mà vấn đề là 6 Stalker này chưa có Blink nên là cũng rất là khó. Tôi nghĩ là hoàn toàn có thể đủ để đuổi kịp và tiêu diệt được cái Command Center này. Không, cần phải sửa ngay lập tức. Ở giữa sửa ngay lập tức thì các bạn. Vâng, và đã sửa kịp rồi. Một pha micro kịp thời bằng SUV của Rambo, suýt nữa anh đã mất một CC. Trong lúc này lại có một Marine anh hùng đang bắn nhau với cả Pylon. Tôi không hiểu sao là Rainbow lại không đặt cái nhà ở ngoài này là Planetary Fortress. Vì để nó là Command Center sẽ rất là nguy hiểm. Tôi phải nói chắc là nguy hiểm, nếu tôi nhìn thấy Command Center thì tôi không bao giờ ngại ngùng không nhìn thấy Orbital Command thì không bao giờ ngại ngùng tấn công vào. Trong khi đó nếu mà nhìn thấy Planetary Fortress thì tôi sẽ nghĩ thêm lúc nữa. Có điểm tôi vẫn để ý từ đầu đến giờ là cho đến bây giờ là Thuốc Lào vẫn chưa có nâng cấp Thermodance. Có vẻ như anh đã hoàn toàn quên cái upgrade này rồi. Vâng, có vẻ như là Thuốc Lào hoàn toàn đã quên mất upgrade Thermodance các bạn. Và với việc có đến 4 con Colossus như thế này không upgrade Thermodance là một điều rất tồi tệ. Vâng, anh cũng hoàn toàn không để ý đến vấn đề đó. Không hiểu anh có thắc mắc là tại sao Colossus của mình lại phải đi vào gần như thế không? Tôi cũng đã một số lần quên không upgrade thêm một lần, mặc dù may mắn là tất cả những lần quên đấy tôi đều không thua. Nhưng mà tôi vẫn thấy rất là lão. Anh có thể cố tình quên để không bao giờ thua. Vâng, và ở đằng sau base của Obsidian, của Rainbow thì Thuốc Lào đã bóp cannon cho các bạn. Đã xây 3 nhà cannon. Đây là một trong những cách mà rất phổ biến của Starcraft 1. Nhưng mà cannon này không thể bắn tới CC được, chỉ có bắn cho nông dân không khai thác được thôi. Vâng, kể cả như vậy đã là một điều khó chịu lắm rồi. Vâng, và Rainbow đã tấn công đúng các bạn. Rất nhiều tank xếp sẵn rồi. Và Thuốc Lào do cái range của Colossus quá ngắn nên là đã không làm được gì. Vâng, nhưng bây giờ Rainbow chỉ còn lại mỗi tank thôi. Và một mình tank không mà đánh với cả 4 Immortal và Immortal và Zealot là một điều không thể. Vâng, tôi nghĩ là đây sẽ là một cút game. Toàn bộ quân đội của Rainbow đã bị tiêu diệt. Vâng, và anh đã cút game cho các bạn.